sẽ chia sẻ một cái loại thức uống rất là tốt cho sức khỏe nhé, là nước tía tô ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một chút muối này và một cái bát này. Các bạn rửa tía tô với nước muối loãng này, ngâm khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch nhiều lần với nước lọc thông thường. Và bên cạnh đấy các bạn chuẩn bị cho mình nửa quả chanh này và một ít đường phèn. Các bạn có thể dùng đường phèn hoặc không dùng nhé. Bạn nào mà giảm cân thì không cần dùng đường phèn nhé. À, bây giờ mình sẽ mang đi rửa thật sạch rồi đi nấu nước nhé. Tiếp đến các bạn rửa xong tía tô, các bạn chuẩn bị một nồi nước lên cho mình. Đun sủi nước lên thì mình cho tía tô và đường phèn vào nhé. Khi mà nước nó sôi lên thì mình sẽ cho tía tô vào nhé. Các bạn đun sủi lên rồi đậy vung khoảng 5 đến 7 phút. Khi nào tía tô này ra vườn ngắt nhé, hoặc là các bạn ra chợ các bạn mua về mình nấu nước luôn. Chỉ cần bỏ những cái lá già nó úa nó hỏng thôi, còn lấy cả cẳng cả lá đều được nhé. Đậy vung lại khoảng 5 đến 7 phút là được. Cho lửa vừa thôi. Và trước khi đậy vung thì mình cho luôn đường phèn vào cho nó dễ uống mà nó cũng ngon. Đường phèn thì nó sẽ mát hơn ấy. Và cho nhỏ nữa quá. Về các bạn tắt nhé, bếp nhé. Đun sủi được từ 5 đến 7 phút rồi, phải tắt bếp nhé. Đường nó cũng tan hoàn toàn rồi. Đợi cho nó nguội hoàn toàn thì mình vớt cái lá này đi và vắt chanh vào, rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh để chúng ta dùng dần trong ngày hoặc để bên ngoài cũng không làm sao cả. Rất nhiều cái loại nước tốt cho sức khỏe, nhưng mà mình sao mình lại hay dùng cái loại nước tía tô này vì nó rất là dễ dùng và lại còn rất là dễ kiếm, mua ngoài chợ hoặc là ở ngay vườn là chúng ta cũng có, mà tác dụng thì rất là nhiều. Nước tía tô này nhé, nó có tác dụng là làm trắng da này, ngăn ngừa lão hóa này, chống mụn nhọt này, ngăn ngừa lão hóa này, làm trắng da này, điều trị mụn nhọt này, giảm mụn nhọt này, điều trị các bệnh về hút này, hen suyễn này, nổi mề đay này, mẩn ngứa này, các bệnh về dạ dày này. Nó còn cái thức uống để giúp chúng ta giảm cân nữa. Nên cái nước tía tô này nó rất là nhiều công dụng. Và đợi khi mà nước nó nguội hẳn thì mình sẽ vắt chanh vào nhé. Rồi sẽ cho vào lọ và dùng dần. Khi nước nguội nhé, rồi các bạn vắt cho mình nước cốt của nửa quả chanh vào. Khi vắt nước cốt chanh vào thì cái nước này nó sẽ chuyển sang màu đỏ, rất là đẹp luôn ạ. Đấy ạ. Và uống rất là dễ uống luôn. Đó là mình cho vào lọ và dùng dần thôi, uống trong ngày. Cho cái chai thủy tinh sạch nhé. Đây mình đã có một cốc nước tía tô để dùng dần đấy. Các bạn thấy không? Rất là tốt cho sức khỏe. Và giờ mình sẽ dừng cái video về cách làm nước tía tô này ở đây nhé.